7 giờ tối, anh Thành và nhóm bạn bắt đầu chuẩn bị những món đồ cần thiết nhất cho cuộc đi săn ve lột của mình. Những đàn ve sầu vừa mới mon men ngoi lên mặt đất, lột xác, nhanh chóng được bắt bỏ vào bên trong những chiếc xô nhựa. Để bắt được nhộng ve, tức là loại ngon nhất, phải canh đúng thời gian ve vừa mới lột xác trước khi nó phát triển nhanh đôi cánh, trở nên cứng cáp và bay lên tán lá. Đi bắt ve thường những dụng cụ thì có đồ đựng, nước, muối và đèn pin. Và cái kỹ thuật của mình chủ yếu là tinh mắt. Quá trình bắt ve chỉ diễn ra trong vòng từ 1 tới 2 giờ đồng hồ. Những người đi săn ve cho biết, ve sầu xuất hiện nhiều nhất vào thời điểm tháng 4. Khi đó, nếu trời vừa mưa xong, trung bình một đêm, mỗi người có thể bắt được khoảng từ 3 tới 4kg nhộng ve. Điểm ve mà nhiều nhất là khi mà bắt đầu sau cơn mưa, bắt đầu là đất nó mềm là ve lên rất là nhiều. Còn như bây giờ thì trời nắng nên đêm ve lên ít lên lắm. Đi đêm thì chắc cũng cận ký thôi. Là loại côn trùng sống bám trên thân cây nên ve sầu chủ yếu chọn những thân cây có độ nhám và rất ít xuất hiện trên những loại cây thân trơn như cao su. Dễ bắt, dễ tìm, lại là món ăn ngon hiếm có theo mùa nên càng ngày săn ve sầu càng trở thành thú vui của nhiều người khi hè đến. Như đây là nhiêu tiền rồi? Bắt ve thường là như em đi thường xuyên, còn nhiều người người ta đôi lúc thì em cũng rủ người ta đi thôi, nhưng mà sau khi rủ người ta đi rồi, người ta về người ta cảm thấy là rất là vui, rất là hứng thú. Càng về đêm, ve sữa càng ít dần, anh Thành và nhóm bạn cũng chuẩn bị trở về. Những ngày nắng nóng như hôm nay, số ve bắt được đã ít hơn, nhưng chừng đó cũng đủ để họ bán cho thương lái và để lại một ít để cùng san sẻ với nhau món ăn ngon lạ của mùa hè.